Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 29, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tienza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản. Trang 28. Phần kinh văn Đoạn thứ 19. Ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật, nghiêm tịnh quan lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, vô năng xưng lượng. Kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biện kỳ hình sắc, quang tướng danh số, cập tổng tuyên thuyết giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận. Trong đoạn kinh văn này là giới thiệu hoàn cảnh vật chất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta. Phần kinh văn tuy không nhiều, cũng không phải tường tận thuyết minh, chỉ là nói một cách khái yếu. Từ trong khái yếu này cũng có thể hiểu rõ tài nguyên ở Cực Lạc thế giới rất là dồi dào, những thế giới khác không thể sánh bằng. Hai chữ vạn vật này là chỉ tất cả vật chất. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là sạch sẽ, là thanh tịnh. Trước kia chúng ta đọc đến hai chữ này thì không có cảm xúc được khắc sâu như bây giờ. Bởi vì trước kia nhìn thấy trang nghiêm thanh tịnh, hình như chúng ta cũng thường tiếp xúc đến, không lấy gì làm lạ. Nhưng hiện nay địa cầu này của chúng ta bị ô nhiễm, mà sự ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Cho nên khi nhìn thấy hai chữ nghiêm tịnh này thì sự cảm xúc khắc sâu hơn trước kia rất nhiều. Quang là quang minh, lệ là hoa lệ. Chỉ nói bốn chữ nghiêm tịnh quang lệ này thì có thể nói ra cái đẹp của Cực Lạc thế giới, và cái thiện của Cực Lạc thế giới thì đã hình dung ra hết. Hình sắc thù đặc, thù là vô cùng thù thắng, đặc là kỳ đặc. Ở thế giới này chúng ta không có bất luận là thứ vật chất nào. Chỉ có thể nói thế giới này chúng ta cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới có những vật chất tương tự. Thế như bảy báo thì nói đến vàng bạc, ở thế giới này chúng ta có vàng bạc, nhưng thể chất và sáng đẹp của vàng bạc thì không thể sánh bằng vàng bạc của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những thứ vật chất khác cũng như vậy, cùng vi cực diệu. Bảy báo ở Cực Lạc thế giới toàn là do A Di Đà Phật công đức tu học vô lượng kiếp mà được thành tựu, và số người từ mười phương thế giới vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới
tịnh nghiệp sở cảm. Vì vậy, cõi cực lạc thù thắng hơn tất cả thế giới khác. Nhân quả đều khác nhau. Kế tiếp là nói, cho dù người có thiên nhãn thông, người có thiên nhãn thông như bậc Bồ Tát gì? Như những bậc Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, những bậc Đại Bồ Tát này, tuy họ có thiên nhãn thông cao độ, nhưng cũng không có cách nào, cũng không có khả năng nói ra một cách tường tận, rất đầy đủ các thứ trang nghiêm ở cực lạc thế giới. Trong nguyện này nói, bao quát cả đẳng giác Bồ Tát cũng không có cách nào hiểu rõ hết. Tại vì sao? Vì đây là cảnh giới của chư Phật quả địa Như Lai. Cho nên chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột bậc đẳng giác trở xuống. Thiên nhãn thông của họ cũng không có cách nào, cũng không có khả năng nói được rõ ràng. Do đây mới biết sự trang nghiêm ở cực lạc thế giới không thể nghĩ bàn. Quý vị học Phật, thật sự mà hiểu rõ sự trang nghiêm ở cực lạc thế giới, thì quý vị trong đời này gặp được pháp riêng rất thù thắng. Bởi vì sau khi quý vị đã hiểu rõ, thì tự mình mới có một quyết định, mới có một sự chọn lựa. Nay chúng ta đến thế gian này, khi đã đến rồi, không cần biết là nghiệp lực đến hay là nghiệp gì đến, chúng ta đã nhìn thấy trong thế giới này, những người đã lớn tuổi, đã thấy nhiều, đã thấy chán, đã thấy phiền, không còn muốn ở trong thế gian này nữa. Không muốn ở thì muốn đi đâu? Đây là một vấn đề lớn. Trong thế gian này, người có phước báo lớn, địa vị cao, cho dù như hàng đế vương đại thần xưa kia, người càng giàu sang phú quý thì họ tạo nghiệp càng nhiều. Còn người dân bình thường, họ không có cơ duyên tạo nghiệp nhiều. Người càng có phước báo thì họ tạo tội nghiệp càng nặng. Tương lai họ đi về đâu, tự mình không làm chủ được, bị nghiệp lực kéo dẫn đi. Tự mình không làm chủ được, tự mình đã tạo nghiệp lực. Chúng ta thường hay nói, ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng. Ban ngày có nhiều vọng tưởng, ban đêm thì nằm mộng. Trong cảnh mộng đó thì nhìn ra nghiệp lực, vì cảnh mộng đó là do nghiệp lực sanh ra. Mỗi đêm quý vị nằm mộng, giấc mộng tốt đẹp hay là nằm ác mộng, có mối quan hệ rất lớn. Nếu là thường hay nằm mộng, hay nói cách khác, thường hay nằm ác mộng, hay nói cách khác, lực lượng của ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Còn như thường nằm mộng đẹp, không nằm ác mộng, tức là tâm thiện của quý vị nhiều hơn ác nghiệp, lực lượng của thiện nghiệp thì lớn, thường thường khởi hiện hành. Cho nên trong mộng cũng có thể biết được cảnh giới của một người, cũng có thể nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta. Nếu thường nằm ác mộng, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Người niệm Phật mà thường mộng thấy Phật Bồ Tát, mộng thấy mình lại Phật, tụng kinh hoặc là nghe kinh, đây là mộng tốt lành, tức là trong tâm chúng ta thật có Phật.
trong tâm không có cái gì thì ban đêm quý vị sẽ không nằm mộng. Nếu trong tâm thường có tham sân si thì ban đêm nằm ác mộng là do tham sân si tạo ra, là do tạo ác mà ra. Đây là nói rõ đích thật là có nghiệp lực. Khi đã có nghiệp lực, chúng ta làm thế nào chuyển được nghiệp lực? Chuyển nghiệp lực chỉ có một phương pháp là làm tăng thêm nguyện lực của mình. Chúng ta có đại nguyện thì trong đời này chúng ta thật sự tìm được con đường giải thoát. Con đường này chẳng những rất nhiều thiện tri thức từ bi khuyên dạy chúng ta. Chúng ta đọc trong tất cả kinh luận nhìn thấy chư Phật Bồ Tát đều khuyến khích chúng ta tu học pháp môn niệm Phật này, nhất là trong thời kỳ mạt pháp. Ngoại trừ pháp môn niệm Phật này ra, không có pháp môn thứ hai. Tuy trong kinh có nói pháp môn vô lượng, đó là từ trên lý mà nói, chân sự thì không như vậy. Chân sự không cần nói chi khác, hàng sơ quả tiểu thừa, quả quả gì này thấp nhất, không còn thấp hơn nữa, cũng như trình độ thấp nhất lớp 1 tiểu học. Nếu muốn đoạn hết kiến vật tam giới 88 phẩm, quý vị có khả năng đoạn được hết hay không? Trong kiến hoặc 88 phẩm chia thành 5 đại loại. 5 đại loại này, thứ nhất là thân kiến, sắp cái thân này là ta. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến tức là nay chúng ta gọi là tương đối luận. Chúng ta đang sống trong không gian tương đối. Thứ ba là kiến thủ kiến. Thứ tư là giới thủ kiến. Hai loại này gọi chung là thành kiến. Chúng ta thường nói người nào đó có thành kiến rất sâu. Kiến thủ kiến, kiến thủ kiến và thành kiến là quả địa. Thành kiến chấp rất sâu. Giới thủ kiến là thành kiến của nhân địa, là tu nhân. Ngoại trừ bốn loại kiến giải sai lầm này ra, tất cả những kiến giải khác sai lầm thảy đều quy nạp thành tà kiến. Chính là kiến giải sai lầm của quý vị, gồm 5 đại loại, tổng cộng có 88 phẩm, thảy đều đoạn hết mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa. Không cần nói những quả vị cao hơn, chỉ nói chứng sơ quả thôi. Quý vị có chứng được hay không? Bất luận quý vị tu học pháp môn nào, quý vị nói quý vị có khả năng chứng được, vậy thì rất hiếm có. Quý vị cứ tu thử xem. Dù có chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, thành thật mà nói vẫn không ra khỏi tam giới, còn phải trải qua cõi trời nhân gian 7 lần lên xuống. Mà thọ mạng của nhân gian thì ngắn, nhưng thọ mạng của cõi trời thì dài, 7 lần lên xuống mới chứng được tứ quả A La Hán. Phải đoạn hết tư hoạt 81 phẩm thì mới chứng tứ quả A La Hán, thì mới có khả năng ra khỏi lục đạo luân hồi. Thành thật mà nói không phải là chuyện dễ. Nay chúng ta tự hỏi mình có khả năng đoạn kiến hoặc hay không? Không có khả năng thì nên tu pháp môn này, thành thật mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đới nghiệp vãng sanh. Quý vị nên biết không dễ gì gặp được pháp môn niệm Phật này. Chúng ta mà có một quyết định sai lầm,
thì thường hay tạo thành kết quả sai lầm. Cái kết quả này đối với mình tổn hại rất là nghiêm trọng. Nhớ là có một quyết định chính xác chịu tu học pháp môn niệm Phật này thì quý vị trong đời này được thành Phật, thì vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi, không còn tạo nghiệp trong tam giới. Tất cả sự vật trong tam giới đều không phải chân thật, đều là giả. Giữa người với người có ân ân oán oán, không sao tránh khỏi. Cho nên người thông minh, người thật sự giác ngộ thì họ muốn ra khỏi, muốn giải thoát. Ở chỗ này nói rõ cảnh giới của quả địa Như Lai, hàng Bồ Tát không thể hoàn toàn hiểu rõ, huống chi là hạng phàm phu chúng ta. Hạng phàm phu khi đọc đến đoạn kinh văn này, điều quan trọng nhất là chân thành tiếp nhận, chân thành tín ngưỡng mộ, tin sâu không hoài nghi. Vậy thì đúng rồi. Trong phần sau kinh này có nói rất tường tận, Thích Ca Mâu Ni Phật có giới thiệu cho chúng ta: ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thụ, cao hoặc bá thiên do tùng, đạo tràng thụ cao, tứ bá vạn lý chư Bồ Tát trung, tuy hữu thiện căn liệt giả, vật năng liễu tri. Chúng ta xem trong đoạn kinh văn này, đây là nguyện thứ 40, vô lượng sắc thụ. Đây là nói đến cây cối. Có lẽ mười phương tất cả chúng sanh đều ưa thích cây cối. Cho nên giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, những thứ khác không có cái gì đặc biệt giới thiệu, nhưng cây cối ở Tây Phương Cực Lạc thế giới phải là một cuộc giới thiệu rất đặc biệt thì mọi người đều ưa thích. Cây cối ở cõi Cực Lạc có rất nhiều loại, nhiều thứ, vả lại rất là cao lớn. Chúng ta xem trong kinh nói con số do tầng cũng khó mà tin được. 100.000 do tùng. Một do tùng là bao nhiêu? Do tùng là đơn vị độ dài của Ấn Độ. Nó chia làm đại trung tiểu, hợp với dặm đường thời xưa của Trung Quốc. Một đại do tuần là 80 dặm. Một trung do tuần là 60 dặm. Là 60 dặm. Một tiểu do tuần là 40 dặm. Trong kinh nói có lẽ không phải tiểu do tuần và trung do tuần, nhất định là nói đại do tuần. Như trong bổn kinh nói về kiếp, cái kiếp đó nhất định là đại kiếp, không phải trung kiếp và tiểu kiếp. Trong kinh nói 100 do tuần, 1.000 do tuần, độ cao của cây đó có lẽ từ địa cầu chúng ta đo lên đó, đo lên đến mặt trăng, thật là quá cao. Cây cao như vậy khiến cho người khó tin. Đạo tràng thụ là nói chung quanh cây cối bên ngoài giảng đường của A Di Đà Phật giảng kinh, cao 400 vạn dặm. Cây cao lớn như vậy, thế nhưng quý vị nên biết, thân người ở Cực Lạc thế giới thân cao bao nhiêu? Nếu quý vị muốn biết thân cao lớn của họ, chỉ cần quý vị thấy trong kinh nói cây cối cao lớn bao nhiêu thì sẽ biết được. Trong bài kệ tán Phật là nói thân tướng của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Ở giữa chặn mày của Phật có hai sợi lông trắng cuộn tròn như hạt châu vậy,
Hai sợi lông trắng này có bao lớn? Lớn bằng năm ngọn núi Tu Di. Thì quý vị biết thần tướng của A Di Đà Phật bao lớn? Cám một trừng thanh tứ đại hải, con mắt của A Di Đà Phật còn lớn hơn biển Thái Bình Dương. Quý vị thì quý vị biết, mới biết thần tướng của A Di Đà Phật bao lớn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, phàm là người giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần tướng lớn như A Di Đà Phật vậy. Cho nên cây cối ở Cực Lạc thế giới rất là cao lớn, không có như cây cối ở cõi này chúng ta. Nếu đem so sánh với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trở thành loại cỏ nhỏ. Cho nên quý vị nghĩ đến điều này thì quý vị cảm thấy không có gì là lạ. Mới biết cây cối ở cõi Cực Lạc cao lớn thì như cây cối trong khu rừng già trên địa cầu này chúng ta. Sống mấy trăm năm, sống mấy ngàn năm, có những cây cổ thụ cao lớn khác thường. Cho nên thân người so với thân cây thì biết được thân người quá nhỏ bé. Cây cối ở cõi này chúng ta cao mấy chục thước, nhưng ở cõi Cực Lạc là loại cây nhỏ, không gọi là cây. Quý vị phải biết rõ điều này. Cây cối tốt đẹp ở Cực Lạc thế giới chỉ là nói một loại này thôi. Nếu nói hết thảy dạng vật, cho dù hàng Bồ Tát cũng không có cách nào biết hết được. Nay chỉ nói một hai loại thôi, hàng Bồ Tát cũng biết được. Hàng Bồ Tát thiện căn thấp kém cũng có thể biết được. Thiện căn thấp kém là chỉ những ai? Là những người chúng ta mới giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giảng sanh vào hạ phẩm phàm thánh độc cư độ. Đây là người thiện căn thấp kém. Hay nói cách khác, phàm là người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều biết được. Dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thủ giang kiến, do như minh kính đổ kỳ diện thượng tượng, nhược bất dĩ giả bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 41. Cây hiện cõi Phật, công đức của cây cối ở Cực Lạc thế giới không thể nghĩ bàn. Thành thật mà nói, Cực Lạc thế giới y tránh trang nghiêm, tức là hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều là do công đức xứng tánh của A Di Đà Phật biến hiện ra. Cho nên tác dụng của cây cối quá lớn. Cây cối cũng biết và hoằng pháp, cũng biết thuyết pháp, thật là không thể nghĩ bàn. Thật là không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta muốn xem trạng huống của mười phương thế giới thì cây cối ấy cũng giống như máy truyền hình của chúng ta hiện nay vậy. Trên cây sẽ hiện ra hình ảnh. Muốn xem hình ảnh của thế giới nào thì thế giới đó hiện ra, sẽ nhìn thấy hình ảnh hiện ra trên cây, mà không cần đi đến thế giới đó, mỗi ngày cũng nhìn thấy. Vả lại là theo ý muốn của mình. Chúng ta nhất định phải tin rằng chúng ta có đời quá khứ. Nếu không có đời quá khứ thì chúng ta trong đời này làm sao phải chịu nhiều điều quả báo như vậy? Không có nhân làm sao có quả? Không có nhân quả thì không phải Phật Pháp. Chúng ta sống trong thế gian này, mỗi một người có quả báo khác nhau. Đây là do trong đời quá khứ đã tạo nghiệp nhân khác nhau. Tự mình tạo nghiệp nhân gì thì tự chịu quả báo đó, gọi là tự làm tự chịu. Cho nên khi mà đã hiểu rõ sự thật này, chúng ta tuyệt đối không nên oán trời trách người, tâm bình khí hòa mà tiếp nhận. Biết rõ chân tướng sự thật này thì tiếp nhận quả báo nhãn tiền. Và nay chúng ta cố gắng tu nhân duyên của cõi Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải dốc lòng, dốc hết tinh thần
mà tu pháp môn niệm Phật này, tu cái nhân này, tu cái duyên này, hy vọng trong đời này sau khi xả bỏ báo thân này, được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là đi tiếp nhận quả báo tốt lành, sẽ không còn tạo lục đạo luân hồi nữa. Đây là điều rất may mắn, rất may mắn nhất, thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn. Những sự thọ dụng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trong 48 nguyện này đã có nói rất là rõ ràng. Chúng ta sống trong thế gian này bởi vì bị nghiệp lực chi phối, muốn làm một việc tốt cũng không dễ. Việc tốt gặp nhiều trắc trở, gặp nhiều cản trở. Vì sao lại có sự cản trở này? Vì từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã tạo ác nghiệp mà chiêu cảm. Làm việc gì cũng có người cản trở. Khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không còn những thứ tội trước này nữa, cũng không có người cản trở, là vì được bổn nguyện oai thần của Phật gia trì. Bất luận làm việc gì cũng được thuận bồn xuôi gió, tự hành quả tha, phổ độ thân nhân quyến thuộc đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Quý vị đều có thể thực hiện được. Đây mới là thật sự giải quyết được vấn đề, triệt để giải quyết được vấn đề. Chỉ có một pháp môn này mà thôi. Xin xem tiếp một nguyện. Ngã tác Phật thời sở cư quốc, sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh, quang quánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới, chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 42, chiếu khắp mười phương, là giới thiệu hoàn cảnh cư ngụ. A Di Đà Phật nói ra hoàn cảnh cư ngụ của mình, cũng tức là Ngài khuyên chúng ta mọi người nên đi đến cõi Cực Lạc. Chánh báo là thân thể và dung mạo giống như Phật vậy, hoàn cảnh cuộc sống, chỗ cư ngụ cũng như Phật vậy. Trong phần trước có nói cõi Cực Lạc là bình đẳng thế giới, hoàn cảnh cư ngụ rộng lớn, quảng bát là rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh. Quang là quang minh, quánh có nghĩa là sạch sẽ, không có bụi bặm. Kính là tỷ dụ, cũng tức là nói ở Cực Lạc thế giới, bất luận là thân thể con người hoặc là tất cả vật chất đều là trong suốt. Bảy báo cũng là trong suốt, khác với vật báo của thế gian này chúng ta. Vật báo của thế gian này chúng ta có những thứ báo không trong suốt, có những thứ báo là phân nửa trong suốt, không phải hoàn toàn trong suốt. Chỉ có thủy tinh của thế gian này chúng ta là hoàn toàn trong suốt. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, kể cả đất đai cũng là trong suốt. À,
Cho nên tất cả vật chất ở cực lạc thế giới đều như mặt kính vậy, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Trong phần trước có nói cây cối có thể hiện ra hình ảnh của tất cả chư Phật thế giới. Tất cả vật chất trong hoàn cảnh cư ngụ thấy đều có thể hiện ra hình ảnh của mười phương thế giới. Hay nói cách khác, quý vị muốn xem sự sinh hoạt hiện tại của mười phương thế giới, hoặc muốn xem sự sinh hoạt quá khứ hay vị lai của mười phương thế giới, chỉ cần khởi lên ý niệm trong tâm muốn xem cái gì thì quý vị thấy đều thấy được. Chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm. Những người vãng sanh về cõi cực lạc, khi họ nhìn thấy trạng huống trong cõi cực lạc đối với nhân duyên quả báo từ vô lượng kiếp, họ hoàn toàn đã hiểu rõ. Không cần Phật nói, cũng không cần tự mình đi hỏi, hoàn toàn đã nhìn thấy hết. Chẳng những nhìn thấy nhân duyên quả báo trong đời đời kiếp kiếp của mình, mà cũng nhìn thấy đời quá khứ của chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh. Nhìn thấy mình, cũng nhìn thấy người khác, cũng nhìn thấy chư Phật Bồ Tát. Biết được người ta làm Bồ Tát, vì sao họ làm Bồ Tát. Biết được người ta thành Phật, vì sao họ thành Phật. Cũng biết được người này sẽ đọa tam ác đạo, vì sao họ đọa tam ác đạo. Không cần nói, thảy đều biết được. Chỗ thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới là ở chỗ này. Đích thật là sanh tâm hy hữu. Tâm nguyện của mình có thể hoàn toàn thực hiện được. Chúng ta lại xem tiếp một nguyện này. Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng chí hư không, cung điện lâu quán, trì lưu hoa thụ, quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo hương hợp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới, chúng sanh văn giả giai tu Phật hạnh, nhật bất dĩ giả bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 43, bảo hương phổ huân, trong kinh Lăng Nghiêm, phần kinh văn Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương có nói hương quang trang nghiêm, có nói một câu này. Ngay trong nguyện thứ 43 này nói rõ về hương quang trang nghiêm. Hai nguyện phía trước đều là nói về quang minh, nguyện này là nói về bảo hương. Vật báo của thế gian này chúng ta chỉ có màu sắc, không có mùi thơm, như vàng bạc lưu ly, chỉ có màu sắc, không có mùi thơm. Còn bảy báo ở cực lạc thế giới đều có mùi thơm. Hay nói cách khác, cực lạc thế giới là do bảo hương hợp thành thế giới, nên có mùi thơm. Vì vậy,
Cực lạc thế giới là hương quang trang nghiêm thế giới. Những người mới học Phật cũng có lúc rất dễ cảm ứng được bảo hương. Chỉ cần trong tâm thanh tịnh kiền thành một chút, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, cũng có thể được sự cảm ứng này. Tôi không biết trong số đồng tu có vị nào gặp qua hay không. Có lúc mấy người cùng ở một nơi đều gặp được. Vào khoảng 3-4 năm trước, ở tiểu bang Texas, nhà của cư sĩ Trần Đại Xuyên tự ông cất một căn nhà rất là rộng lớn. Bên ngoài sân nhà cũng rộng lớn. Các đồng tu thường hay ở trong sân nhà hóng mát. Có một ngày, ông nói với tôi rằng, lúc đó tôi đang ở Washington DC, vẫn còn ở thành phố này giảng kinh. Ông gọi điện thoại nói với tôi rằng họ có 5-6 người đang cùng nhau thảo luận Phật Pháp. Đột nhiên họ ngửi được mùi thơm. Thời gian rất lâu, mọi người đều ngửi được mùi thơm đó. Không phải mùi thơm của nhang, cũng không phải mùi thơm của bông, là một mùi thơm khác lạ. Ông gọi điện thoại nói với tôi như vậy. Đây là sự cảm ứng. Như sự cảm ứng này rất là thù thắng, bởi vì có nhiều người đồng thời đều ngửi được mùi thơm. Nếu chỉ có một người ngửi được, còn những người khác không ngửi được, thì tình hình này rất nhiều. Còn như có nhiều người đồng thời đều ngửi được, thì tình hình này rất hiếm có. Bởi vì họ 5-6 người cùng nhau đang thảo luận Phật Pháp, cho nên mới có sự cảm ứng này. Điều này chứng minh ánh sáng của Phật trọn khắp pháp giới. Bảo hương của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là trọn khắp pháp giới. Vì sao này chúng ta không ngửi được mùi thơm, không thấy được ánh sáng của Phật? Là vì tự chúng ta có nghiệp chướng. Hễ nghiệp chướng mà nhẹ một chút thì tiếp xúc được, thì cảm xúc được. Trong nguyện này, thập phương thế giới chúng sanh văn giả bảo hương và quang minh đều là ở khắp mười phương. Chúng sanh trong mười phương thế giới có duyên thì thấy được Phật quang, có duyên thì ngửi được bảo hương, đều sẽ phát tâm học Phật. Cho nên chỗ này nói giai tu Phật hạnh, tức là điều tu hạnh Phật. Trong phần kinh văn này là nói rõ cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cùng với trong kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự vô ngại pháp giới hoàn toàn tương đồng. Chúng sanh có thể tiếp xúc được Phật quang và bảo hương là có nhân duyên với Phật rất sâu. Nếu không có nhân duyên sâu thì quý vị sẽ không gặp được. Vì vậy những sự cảm ứng tốt lành này có thể khiến cho chúng ta phát khởi lòng tin. Chúng sanh có được sự cảm ứng này thì họ tin tưởng Phật Pháp.
có phải bảo đảm họ trong đời này tu hành có được thành tựu hay không, thì phải xem họ gặp duyên có thù thắng hay không. Họ mà gặp được duyên rất thù thắng, tức là gặp được pháp môn niệm Phật này, họ chấp trì danh hiệu cầu sanh tịnh độ, thì họ nhất định được thành tựu. Nếu họ gặp được duyên khác cũng rất tốt, không nhất định trong đời này được thành tựu. Như vừa rồi có nói, quý vị có khả năng đoạn được kiến tư phiền não hay không? Đây là điều rất hiện thực bày ở trước mặt chúng ta. Nếu không có khả năng đoạn được phiền não thì chỉ có một phương pháp là cầu đới nghiệp vãng sanh. Trong 48 nguyện thì phía trước 43 nguyện đều là Phật phát nguyện để phổ độ tất cả chúng sanh, tiếp dẫn tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh về tịnh độ. Mục đích đều ở chỗ này. Từ nguyện thứ 44 đến nguyện 48, năm nguyện này là biệt nguyện của A Di Đà Phật. Đối với những hạng người nào phát năm nguyện này là đối với hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới mà phát nguyện, không phải đối với tất cả chúng sanh, mà là đối với hàng Bồ Tát mà nói. Hàng Bồ Tát đều có lòng từ bi, họ xả kỷ vị tha, hy sinh mình mà thành tựu cho người khác. Thế nhưng quý vị nên biết, hàng Bồ Tát từ thất địa trở xuống, họ vào trong lục đạo giáo hóa chúng sanh đều có cái mê cách ấm. Cái gì gọi là cái mê cách ấm? Khi họ đến nhân gian đầu thai thì họ đã quên hết những chuyện đời trước. Thất địa Bồ Tát trở xuống thì quên hết, từ Bát Địa Bồ Tát trở lên thì không quên những chuyện đời trước, họ còn nhớ được rất rõ ràng. Thất địa Bồ Tát trở xuống đều có cái mê cách ấm. Đây là nói rõ trình độ tu học của họ. Họ giáo hóa chúng sanh thì có trở ngại. Tuy họ có những trở ngại này, nhưng có Phật Bồ Tát đến trợ giúp họ. Như trong Kinh Kim Cang có nói, chư Phật Như Lai hoặc là chư Đại Bồ Tát đều phải hộ niệm cho các tiểu Bồ Tát. Những người thường nguyện tái lai này rất dễ giáo hóa họ. Lúc thời tiết nhân duyên đã thành thục, chỉ cần vừa nhắc nhở họ thì họ liền tỉnh ngộ hồi đầu. Cho nên chư Đại Bồ Tát thường hộ niệm cho các tiểu Bồ Tát. Đại Bồ Tát là nói Bát Địa trở lên, luôn luôn hộ niệm cho các tiểu Bồ Tát. Các tiểu Bồ Tát là họ có cái mê cách ấm. Nếu các tiểu Bồ Tát mà tu pháp môn tịnh độ, họ ngưỡng mộ A Di Đà Phật, họ ngưỡng mộ A Di Đà Phật, cầu xin oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, thì họ liền được tự tại, cũng như Bát Địa Bồ Tát như vậy. Họ sẽ không có cái mê cách ấm. Nhờ có oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho các tiểu Bồ Tát, cho nên năm nguyện sau là vì họ mà phát. Ngã tác Phật thời thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng. Câu này nói không phải như phía trước nói tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là bao quát cả lục đạo. Câu này thì không bao quát, hoàn toàn là nói Bồ Tát. Tất cả chúng Bồ Tát trong mười phương thế giới, chư Bồ Tát chúng, nếu là trong viên giáo mà nói, là từ địa vị sơ tính đến bậc đẳng giác, 51 ngôi địa vị Bồ Tát thể đều bao quát cả.
Văn ngã danh dĩ, tức là chư Bồ Tát nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, hoặc là nghe được bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Đây là nói họ có duyên được nghe danh hiệu của A Di Đà Phật. Giai tất đại đắc thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội, chư thâm tổng trì, trụ tam ma địa, chí ư thành Phật. Đây là nguyện thứ 44. Phổ đẳng tam muội, hàng Bồ Tát cũng là nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện giáo hóa chúng sanh. Họ tự giác giác tha, cũng có công đức thù thắng, đích thật là khác với người phàm phu chúng ta. Người phàm phu tu học pháp môn này mà thật sự phát tâm tính thọ, phát nguyện vãng sanh, nhất tâm trì danh, là điều rất là hiếm có, không phải là chuyện dễ. Chư Bồ Tát sau khi nghe được pháp môn này, họ có được sự lợi ích công đức vượt hơn người phàm phu chúng ta rất nhiều. Tâm họ được thanh tịnh giải thoát. Thanh tịnh là lìa tất cả nhiễm trước, mà trình độ nhiễm trước sâu cạn cũng khác nhau. Giải thoát là lìa tất cả sự trói buộc của phiền não. Chúng ta thường nói lo lắng, chỉ cần có lo lắng thì quý vị có phiền não, thì như sợi dây trói buộc quý vị vậy, không được tự do tự tại. Nay quý vị hết lòng tu học pháp môn này thì quý vị sẽ được đại tự tại. Nếu quý vị đoạn hết vì tế phiền não thì quý vị chứng được cảnh giới gì? Thì chứng được phổ đẳng tam muội. Phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Chứng được phổ đẳng tam muội, cảnh giới này thì rất cao. Phổ biến bình đẳng, đây là cảnh giới của quả địa Như Lai đã chứng đắc. Trong Tịnh Tông thì gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội chính là phổ đẳng tam muội. Họ đã chứng đắc. Thế nhưng niệm Phật tam muội này, thành thật mà nói, nói phổ đẳng là nói niệm Phật tam muội sâu nhất, cao nhất. Chư thâm tổng trì, nói một cách dễ hiểu là tất cả thiện pháp tuyệt đối không mất đi, giữ gìn được mãi mãi sẽ không mất đi, tất cả ác niệm tuyệt đối không sanh. Đây chính là chư thâm tổng trì. Thiện ác cảnh giới cũng là sâu rộng vô tận. Trụ tam ma địa chí ư thành Phật, tức là an trụ trong niệm Phật tam muội mãi cho đến khi thành Phật. Đây là nói chư Bồ Tát này tuy họ không có cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới,
Nhưng họ đã từng nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, cũng đã từng nghe qua bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thì họ được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Thế nhưng chư Bồ Tát này nhất định phải sanh tâm ngưỡng mộ cung kính A Di Đà Phật thì mới được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Nếu như họ bài xích, phỉ báng bổn kinh và pháp môn niệm Phật này thì đương nhiên không được gia trì. Chẳng những không được gia trì mà cũng đã tạo tội nghiệp. Nhất định phải biết rõ điều này. Người tạo tội này rất nặng. Vì sao tội rất nặng? Vì họ làm mất lòng tin của tất cả chúng sanh. Họ không tin, đó là họ thiếu thiện căn. Nhưng nếu làm trở ngại người khác tu học pháp môn niệm Phật này thì tội nghiệp rất nặng. Định trung thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất thất định ý nhược bất nhị giả bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 45 trong định cúng Phật. Trong định cúng Phật có nghĩa là nói Bồ Tát trụ ở một nơi tu hành, thân thể bất động, thường nhập định. Nếu muốn cúng Phật, chỉ cần họ khởi lên một niệm muốn đi cúng dường tất cả chư Phật thì họ liền thực hiện được. Vì có thần lực của A Di Đà Phật gia trì cho họ, khiến cho họ đạt được nguyện vọng. Điều thù thắng nhất là họ không mất định ý. Đây là họ đã khế nhập cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Không như người phàm phu chúng ta, tự mình dụng công tu hành trong đạo tràng, tâm được rất thanh tịnh, giả như có thiện tri thức đến đạo tràng này, chúng ta phải gặp họ, lễ bái cúng dường họ, thì tâm của chúng ta đã loạn, đã mất đi định ý. Hay nói cách khác, định lực vẫn còn kém, không sâu, còn bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Nhưng nếu được oai thần của A Di Đà Phật gia trì, cho dù đi cúng dường chư Phật mà tâm của mình cũng không động. Có lễ bái hay không, dù có lễ bái cúng dường mà tâm của mình vẫn là định, không có dao động chút nào. Đây là không mất định ý, thật sự đã được thành tựu. Đây là điều mà chúng ta phải nên biết, phải nên học tập. Thành thật mà nói, chúng ta là người niệm Phật, vì sao A Di Đà Phật không hiện tướng cho chúng ta thấy? Vì sao Quan Thế Âm Bồ Tát không đến rờ đầu chúng ta? Thành thật mà nói, không đến thì tốt, hễ đến thì không tốt. Tại vì sao? Vì chúng ta đã động tâm, vui mừng quá. Hôm nay thấy được Phật, ngày mai lại thấy được Bồ Tát. Như vậy thì không tốt, tâm chúng ta đã loạn. Thậm chí tự mình cảm thấy rất phi thường, có tâm cống cao ngã mạn, khinh thường những người tu hành khác. Tự chúng ta đã phá hoại tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình. Vì vậy, cho dù tương lai chúng ta có thấy được Phật Bồ Tát, hoặc là thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới,
phải như Tổ sư Đại Đức vậy, thấy như không thấy, tuyệt đối không nên để trong tâm. Trong tâm luôn luôn thanh tịnh, bình đẳng, không chấp tướng. Như năm xưa Đại sư Huệ Viễn, lúc Ngài còn tại thế, đã từng thấy được Cực Lạc thế giới 3 lần. Thế nhưng Ngài không có nói cho ai biết. Đến khi Ngài sắp đi vãng sanh thì Ngài mới nói ra. Nay cảnh giới Cực Lạc lại hiện ra, Ngài bảo với mọi người rằng: hôm nay ta phải ra đi, ta đã thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước kia ta đã từng thấy cảnh giới Cực Lạc 3 lần. Lúc đó mọi người mới biết được Ngài chưa từng nói với ai. Vậy thì đúng rồi, tuyệt đối không bị ảnh hưởng, không mất định ý. Khi thấy được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, chúng ta không mất định ý, tâm là định, không sanh lòng vui mừng. Ngược lại, khi chúng ta thấy được cảnh giới ma, chúng ta cũng không mất định ý, không sanh lòng sân giận. Hay nói cách khác, khi gặp phải thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm chúng ta vẫn là thanh tịnh, tâm vẫn là định, thì sẽ không bị nó làm ảnh hưởng. Vậy thì đúng rồi, mà phải thành thật niệm danh hiệu A Di Đà Phật, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động, cũng không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Đây là nhờ có oai thần của Phật gia trì mới được thuận lợi chứng đắc. Lại xem tiếp một đoạn kinh văn sau cùng: Ngã Tác Phật Thời, Tha Phương Thế Giới Chư Bồ Tát Chúng. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu đều là đối với chư Bồ Tát chúng trong 10 phương thế giới mà phát đại nguyện. Văn ngã danh giả chứng ly sanh pháp hoặc đà la ni. Đến chỗ này là một nguyện, bởi vì trong toàn đoạn kinh văn này tổng cộng có 3 nguyện: 46, 47, 48. Đây là nguyện thứ 46, chứng đắc đà la ni. Câu ly sanh, chứng ly sanh pháp, sanh là chỉ lục đạo luân hồi. Trong tam giới lục đạo có sanh có tử. Ly sanh tức là mãi mãi thoát ly tam giới lục đạo. Tuy chư Bồ Tát đến thị hiện trong tam giới lục đạo, vừa rồi có nói nếu không có Phật lực gia trì thì họ có cái mê cách ấm, hay nói cách khác vẫn là có pháp sanh tử. Tuy họ có sanh tử nhưng nhẹ hơn chúng ta rất nhiều, họ vẫn còn có những chuyện khổ não. Nhưng nếu có Phật lực gia trì thì họ không có sanh tử. Lúc họ đến thị hiện, tâm trí rất là sáng suốt, minh mẫn. Hoặc Đà La Ni, Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là tổng trì. Thông thường mà nói, Đà La Ni có 4 nghĩa. Thứ nhất là pháp, thứ hai là ý, thứ ba là chú, thứ tư là nhẫn. Có 4 ý nghĩa này. Pháp là giáo pháp, giảng dạy, là giảng dạy. Ý là nói đạo lý, lý luận. Chú là trong Phật giáo có rất nhiều thần chú. Thứ tư là nhẫn. Nhẫn là nhẫn nhục,
Bốn nghĩa này đều gọi là Đà La Ni. Cho nên Đà La Ni là tổng tất cả pháp, trì tất cả ý. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, chính là cương lĩnh, là cương lĩnh của tất cả pháp, thảy đều nắm trọn. Cương lĩnh của tất cả pháp mà tất cả pháp cũng không có trở ngại. Đây là ý nghĩa của Đà La Ni. Như vậy thì Bồ Tát giáo hóa chúng sanh mới thật sự có khả năng sẽ không bao giờ có sai lầm. Thanh tịnh hoàn hỷ đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh cụ túc đức bổn, ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Đây là nguyện thứ 47, nghe danh đắc pháp nhẫn. Trước tiên chúng ta phải chú ý trong nguyện này nói thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Hai chữ bình đẳng này rất là quan trọng. Bình đẳng là thể tướng của các pháp, tất cả vạn pháp thể bình đẳng, tướng cũng bình đẳng. Vì sao nay chúng ta thấy không bình đẳng? Vì chúng ta có chấp tướng nên không bình đẳng. Là mê trong giả tướng. Tôi xin nêu ra một tỷ dụ dễ hiểu nhất. Như chúng ta nhìn thấy rất nhiều ngôi kiến trúc, người thông thường chúng ta nhìn một căn nhà này xây cất kiểu rất đẹp, căn nhà kia thì không đẹp bằng căn nhà này. Chúng ta nhìn thấy là hình tướng bên ngoài của căn nhà thì không bình đẳng. Nếu theo cách nhìn của một kiến trúc sư xây cất nhà mà nói, thì tất cả căn nhà đều được bình đẳng. Họ nhìn như thế nào? Cách nhìn của họ khác với chúng ta. Họ tính xem căn nhà này dùng bao nhiêu xi măng cốt sắt. Họ không nhìn căn nhà, họ là nhìn những thứ vật liệu. Vật liệu đều như nhau. Nhà lớn hay nhà nhỏ, nhà đẹp hay nhà xấu, đều là cùng một vật liệu. Có bao nhiêu gạch, có bao nhiêu ngói, bao nhiêu gỗ, cần bao nhiêu ngày xây cất. Đây là cách nhìn của họ. Thảy đều là bình đẳng. Hết thảy, tất cả pháp, không một pháp nào mà không bình đẳng. Này chúng ta vì mê trong quần giả tướng, nếu quý vị nhìn thấy thật tướng chân tướng thì là điều bình đẳng. Như các nhà khoa học hiện nay, họ nhìn tất cả người hay là nhìn tất cả vật chất, họ nhìn thấy cái gì? Họ nhìn thấy sự tổ chức bên trong, có bao nhiêu điện tử, có bao nhiêu nguyên tử, có bao nhiêu hạt cơ bản. Họ nhìn thấy những thứ này đều là bình đẳng, không có một thứ nào mà không bình đẳng. Vàng và đất đá là bình đẳng. Chỉ là những thứ này sắp xếp phương trình thức khác nhau mà thôi. Những chúng sanh mê muội không thấy được thể tướng. Thật ra thể tướng của tất cả vạn pháp đích thật là bình đẳng. Bồ Tát đã giác ngộ, cho nên họ không bao giờ mê trong giả tướng. Tâm họ thanh tịnh, thấy được vạn pháp bình đẳng, vạn pháp nhất như. Ngay trong lúc này họ đã buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm của họ thật sự thanh tịnh, cũng thật sự hoan hỷ. Thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh cụ túc đức bổn. Ngay trong lúc này họ nhất định chứng được tam nhẫn.
Trong phần kinh văn phía sau, chúng tôi sẽ giảng rõ tam nhẫn tường tận với quý vị. Đoạn kinh văn này chúng tôi xin giảng đến đây. Đoạn kinh văn kế tiếp là Đức Thế Tôn nói ra tam nhẫn. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ hai là nhu thuận nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Đây là trong kinh này nói tam nhẫn. Còn trong kinh Nhân Vương cũng dùng chữ nhẫn để nói rõ Bồ Tát chứng quả. Trong kinh Nhân Vương nói gồm có ngũ nhẫn. Thứ nhất là phục nhẫn, là hàng phục, tức là có thể khống chế được vọng tưởng chấp trước của mình nhưng chưa đoạn trừ, có khả năng hàng phục nó. Trong pháp môn niệm Phật cũng chú trọng điều này. Chúng ta nói phục phiền não nhưng chưa đoạn, dùng cái gì để phục? Dùng một câu Phật hiệu để hàng phục vọng niệm của mình. Hàng phục được thì gọi là công phu thành phiến. Đây là điều kiện cơ bản để được đới nghiệp vãng sanh. Nếu niệm Phật, nếu niệm câu Phật hiệu này được đắc lực, đắc lực tức là khống chế được phiền não, không để cho nó khởi tác dụng, thì đây là công phu đắc lực. Nếu tùy có niệm Phật nhưng không khống chế được phiền não, tức không khống chế được vui buồn mừng giận, tùy có niệm Phật nhưng không có công phu, có được vãng sanh hay không? Không chắc chắn được vãng sanh. Cho nên muốn được, muốn thật sự được chắc chắn được vãng sanh, niệm Phật câu Phật, niệm câu Phật hiệu này phải có, phải khống chế được vui buồn mừng giận trong tâm yên lặng. Thế nhưng quý vị nên biết, trong tâm yên lặng không phải nói nét mặt yên lặng. Quý vị ở nhà niệm Phật suốt ngày đến tối không có nét mặt vui vẻ, khi người nhà nhìn thấy nét mặt của quý vị, họ sẽ cảm thấy kỳ lạ, thì cả nhà làm sao hòa thuận? Vậy phải làm sao đây? Phải hằng thuận chúng sanh. Người nhà vui vẻ, quý vị cũng vui vẻ. Tuy quý vị cũng vui vẻ, nhưng trong tâm thanh tịnh, không phải nói nét mặt vui vẻ, trong tâm cũng vui vẻ. Nét mặt buồn rầu, trong tâm cũng buồn rầu, như vậy thì không được, đã bị chuyển rồi. Quý vị nên biết, nét mặt bên ngoài là hát tuồng, là biểu diễn. Điều này không quan trọng, dù có thay đổi nét mặt như thế nào đi nữa, nhưng trong tâm không dao động. Hễ tâm dao động thì bị chuyển rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng có vui buồn mừng giận, đều là dùng để giáo hóa tất cả chúng sanh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có lúc Ngài vui cười, cũng có lúc Ngài hiện ra nét mặt quở trách chúng sanh. Như trong tâm của Ngài đích thật là thanh tịnh bình đẳng, tuyệt đối không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng. Chúng ta phải học theo Phật, tu học Phật Pháp phải là hoạt bát sống động, không phải học chết cứng. Học chết cứng thì học thành con một Phật. Người học thành gọi là con một sách, học Phật lại học thành con một Phật thì sẽ không được người hoan nghênh. Quý vị nên biết điều này. Phục nhẫn là trong tâm thanh tịnh, không bao giờ bị dao động bởi ngoại cảnh. Kế tiếp là loại nhẫn thứ hai là tính nhẫn. Tính tâm đã thành tựu, lòng tin kiên cố. Trong quán kinh thì nói thâm tâm, nghĩa là tin sâu không hoài nghi. Cảnh giới tính nhẫn này thì sâu hơn cảnh giới phục nhẫn. Loại nhẫn thứ ba là thuận nhẫn. Trong kinh này thì nói nhu thuận nhẫn. Ngũ nhẫn của kinh Nhân Vương phối hợp với cùng với tam nhẫn của kinh này thì chúng ta có thể hiểu rõ tổng quát của cảnh giới này. Theo thông thường mà nói,
là bậc Bồ Tát đăng địa của viên giáo, tức là bậc sơ địa Bồ Tát trở lên, đạt đến quả vị này thì cao. Trong kinh này nói nhất nhị tam nhẫn, loại thứ nhất là âm hưởng nhẫn, bao gồm cả sơ địa, nhị địa và tam địa Bồ Tát, đạt đến cảnh giới này cũng tương đối cao. Loại thứ hai là nhu thuận nhẫn, gồm có tứ địa, ngũ địa và lục địa Bồ Tát. Loại thứ ba là vô sanh pháp nhẫn, từ thất địa trở lên. Thất địa, bát địa và cửu địa Bồ Tát là vô sanh pháp nhẫn. Còn trong kinh Luân Nhân Vương thì nói hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn là thất địa, trung địa là bát địa, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Trên cửu địa là thập địa thì không gọi là vô sanh pháp nhẫn mà gọi là tịch diệt nhẫn, cùng với quả địa Như Lai hoàn toàn tương đồng. Thập địa là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, thanh tịnh tịch diệt nhẫn, đẳng giác là trung phẩm, Phật là thượng phẩm. Cho nên ba quả vị tịch diệt nhẫn này hoàn toàn tương đồng với quả địa Như Lai. Đây là nói tất cả số Bồ Tát này đều được bổ nguyện công đức của A Di Đà Phật gia trì, từ địa tiền Bồ Tát cho đến hàng Bồ Tát đã đăng địa, thấy điều khế nhập cảnh giới của Đại Bồ Tát. Ư chư Phật Pháp bất năng hiện tư hiện chứng, bất thối chuyển giả, bất thụ chánh giác. Đây là nguyện thứ 48. Hiện chứng bất thối chuyển, hiện là hiện tại, chứng là chứng quả, tức là quý vị đã chứng đắc ngôi vị bất thối chuyển. Bất thối chuyển là viên chứng tam bất thối, hiện tại thì viên mãn chứng đắc tam bất thối. Tam bất thối là vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Đây là mấy nguyện sau cùng của A Di Đà Phật, thấy điều là giúp cho tất cả Bồ Tát chúng trong mười phương thế giới. Ngài vì họ mà phát mấy nguyện này, số Bồ Tát đó không cần đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà chỉ cần họ khen ngợi xưng danh của A Di Đà Phật, cung kính cúng dường. Cách cúng dường này trong phần trước đã có nói là y giáo tu hành cúng dường, y theo lý luận, phương pháp và cảnh giới của trong kinh Vô Lượng Thọ mà tu hành thì chính là cúng dường A Di Đà Phật. Sau đó vì người diễn nói pháp môn này, đây cũng là cúng dường A Di Đà Phật, nhất định được mấy nguyện này của A Di Đà Phật gia trì, chắc chắn được mấy nguyện này sau cùng gia trì. Chúng ta lại xem tiếp một phẩm: tất thành chánh giác đệ thất. Phật cáo A Nan: nhĩ thời pháp tạng tỳ kheo thuyết thử nguyện dĩ dĩ kệ tụng viết. Mấy câu này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Trong phần kinh văn phẩm thứ 6, tức là 48 nguyện, chính là do A Di Đà Phật tự nói. Kế tiếp là phần kệ tụng, tổng cộng có 10 bài kệ tụng. Trong 10 bài kệ tụng này là có A Di Đà Phật tự nói, cũng có Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói. A Di Đà Phật nói thì nhiều hơn. Đến khi chúng tôi giảng phần kệ tụng thì sẽ biết bài kệ nào là A Di Đà Phật nói, bài kệ nào là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Phần kệ tụng mở đầu đều là A Di Đà Phật nói. Ngã kiến siêu thế chí, chữ ngã này là A Di Đà Phật tự xưng. Đây là A Di Đà Phật
xin trình bày nguyện vọng của mình với thế gian tự tại vương Phật. Phần sau là tổng kết, phần trước là đã nói xong 48 nguyện, phần sau là tổng kết. Đây là phần kệ tụng kết luận. Tất chí vô thượng đạo, tư nguyện bất mãn túc, thể bất thành đẳng giác. Ba câu kệ này là tổng kết 48 nguyện. Mỗi một nguyện trong 48 nguyện Ngài đều đã thực hiện được. Nguyện nguyện đều viên mãn thì Ngài mới thị hiện thành Phật. Nếu có một nguyện chưa thực hiện được thì Ngài quyết định không thành Phật. Nhưng nay Ngài đã thành Phật rồi. Chẳng những đã thành Phật mà đã thành Phật 10 kiếp rồi, cho thấy nguyện vọng của Ngài đã hoàn toàn đạt được viên mãn. Ngài đã thực hiện được mỗi lời nguyện. Phục vi đại thí chủ, phổ tế chư cùng khổ, linh bị chư quần sanh, trường già vô ưu não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả. A-di-đà Phật kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện vọng này của Ngài thấy đều thành tựu viên mãn. Sau khi thành tựu viên mãn thì Ngài giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong khắp pháp giới. Ở chỗ này chúng ta lại có một chứng minh. 48 nguyện là để phổ độ lục đạo chúng sanh, không phải độ các Bồ Tát. Nếu là độ các Bồ Tát thì chỉ có 5 nguyện sau là độ các Bồ Tát mà thôi. 43 nguyện trước đều là độ chúng sanh, đều là phổ độ lục đạo chúng sanh. Do đây mới biết lòng đại từ đại bi của Ngài chủ yếu là độ những chúng sanh khổ nạn. Ở chỗ này chúng ta lại có một chứng minh. Phục vi đại thí chủ, Ngài là đại thí chủ, Ngài bố thí tài, bố thí pháp, Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm là để cho chúng ta đến đó hưởng thụ hoàn cảnh tu học. Đây là nhờ có phước báo của Ngài. Ngài bố thí tài khiến cho chúng ta không còn bận tâm về sự ăn mặc ở đi. Ngài bố thí pháp ở Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật và chư đại Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ, giúp cho chúng ta viên mãn thành Phật đạo. Đây là Ngài bố thí pháp. Ngài là vị đại thí chủ, Ngài bố thí tài và pháp rất viên mãn. Phổ tế chư cùng khổ, phổ là phổ biến, tế là cứu tế. Chư cùng khổ là chỉ tất cả chúng sanh. Trong tất cả chúng sanh, đặc biệt là lục đạo chúng sanh, quý vị muốn hỏi, trong lục đạo chúng sanh cũng có rất nhiều người giàu có, cũng có rất nhiều người có địa vị cao, không lẽ họ cũng nghèo khổ hay sao? Đúng vậy, họ vẫn là nghèo khổ. Tuy người thế gian họ thông minh, có học thức, nhưng tâm họ không thanh tịnh, họ chưa đoạn phiền não, họ vẫn còn bị nghiệp lực trì phối, thì đây là nỗi khổ của họ. Họ chưa mở mang trí huệ, đương nhiên là họ không hiểu rõ chân tướng của lục đạo và pháp giới. Đây là cái nghèo của họ. Thì họ làm sao mà không nghèo không khổ? Cho dù là hàng Bồ Tát,
Trong năm nguyện sau có nói Bồ Tát nhập thế độ chúng sanh vẫn còn có cái mê cách ấm. Đây là nỗi khổ của họ. Năng lực trí huệ của Bồ Tát chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Đây là cái nghèo của Bồ Tát. Họ vẫn còn nghèo khổ. Sau khi Ngài Pháp Tạng thành Phật thì Ngài phát nguyện giúp cho tất cả chúng sanh nghèo khổ. Bất luận là trí huệ hay là tài phú, Ngài đều giúp cho chúng sanh lìa nghèo khổ. Linh bỉ chư quần sanh. Chư quần sanh là tất cả chúng sanh. Trường dạ vô ưu não. Trường dạ là tỷ dụ cái gì? Là tỷ dụ vô minh. Chưa phá được vô minh thì quý vị cũng như ở trong đêm dài vậy. Đêm dài là vô minh. Chưa phá được vô minh thì có ưu, thì có não. Não là phiền não, ưu là ưu sầu. Cũng tức là có vọng tưởng, có chấp trước. Vọng tưởng là ưu sầu. Rất ít người biết được ý nghĩa của câu này. Tham sân si mạng là phiền não. Hay nói cách khác, này chúng ta thì nói kiến giải tư tưởng là phiền não. Kiến giải tư tưởng là phiền não. Vọng niệm là ưu sầu. Vọng tưởng là ưu sầu. Những thứ này đều là giả, không phải thật. Có vô minh thì có nó. Không có vô minh thì không có những thứ này. Cái gì là vô minh? Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn không biết thì đây là vô minh. Hễ phá được vô minh thì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn đã hiểu rõ, thấy điều thấy rõ thì gọi là minh. Cái tâm tánh này là đại phóng quang minh, thấy rõ chân tướng của tất cả vạn sự vạn pháp. Điều nhờ thần lực của Phật gia trì, Phật khuyên dạy chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không còn đêm dài phiền não u sầu, xuất sanh chúng thiện căn. Đây là nói đã mở mang trí huệ. Trí huệ của trong tự tánh đã hiển lộ ra, thành tựu Bồ Đề quả trong tất cả sự bố thí thì đây là thù thắng nhất, là quả vị cao nhất. Thù thành tựu Bồ Đề quả chính là viên mãn thành Phật. Đây mới gọi là giúp cho người đạt được quả vị cứu cánh viên mãn. A-di-đà Phật, Ngài không chỉ giúp cho chúng ta thoát ly tam giới, giúp cho chúng ta thành Bồ Tát, mà Ngài còn giúp cho chúng ta thành Phật. Đây là A-di-đà Phật, Ngài là đại thí chủ, bố thí cho tất cả chúng sanh. Xin xem tiếp bài kệ sau đây. Bài kệ này là trung tâm của 48 nguyện, là phần tổng kết của 48 nguyện. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý: ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, cầu lai ngã sát chung.
Chữ ngã này là tỳ kheo Pháp Tạng tự xưng. Hiện tại Ngài đã thành Phật rồi, thành chánh giác tức là thành Phật. Sau khi Ngài thành Phật, danh hiệu của Ngài là Vô Lượng Thọ, tiếng Phạn gọi là A-di-đà. A-di-đà, A-di-đà dịch thành Vô Lượng Thọ. Ngài lập cái danh hiệu này, chúng sanh văn thử hiệu. Ngài dùng danh hiệu này để phổ độ tất cả chúng sanh, để phổ độ tất cả chúng sanh, cũng là phương pháp để phổ độ chúng sanh. Cái phương pháp này rất là tuyệt diệu, danh hiệu rất đơn giản, ai ai cũng biết niệm. Mọi người đều biết niệm, chỉ cần quý vị chịu niệm. Chịu niệm thì thành công, chịu niệm thì được Phật gia trì, thì được Phật tiếp dẫn. Cho nên niệm câu Phật hiệu này chẳng những là pháp bảo đưa ra khỏi tam giới, cũng là con thuyền vô thượng đưa đi vãng sanh bất thối thành Phật. Câu lai ngã sát trung, chỉ cần về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đạo tràng của A Di Đà Phật, thì quý vị viên chứng tam bất thối, thì quý vị trong đời này nhất định viên mãn thành Phật. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Khi giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thân tướng của chúng ta là thân kim sắc, là nói thể chất của thân tướng. Diệu tướng là nói sắc tướng, và thể tướng hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy. Diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm. Hai câu này là nói tâm nguyện của chúng ta cũng giống như A Di Đà Phật, thân tướng tương đồng, tâm nguyện cũng tương đồng. Đây là đạo lý nhất định. Thành thật mà nói, phiền não tạp khí của chúng ta sâu nặng như vậy, làm sao có thể giống như Phật vậy? Thật là điều rất khó tin. Cho nên tất cả chư Phật đều nói pháp môn này là pháp khó tin. Thế nhưng quý vị nhất định phải tin lời của Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật nói. Hai ngài nói lời chân thật, không bao giờ nói dối một câu, tuyệt đối không lừa dối chúng sanh. Chỉ là nghĩa lý quá sâu xa, chúng ta khó mà lý giải. Lời của hai ngài nói là chân thật, ly dục, thâm chánh niệm, tịnh huệ, tu phạm hạnh. Sau khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, rồi sẽ làm những gì? Chúng ta ở cõi cực lạc tu hành. Chúng ta tu học pháp gì? Vẫn là tu giới định huệ tam học. Ly dục là giới lục, chánh niệm là định, tịnh huệ là huệ. Chúng ta tu giới định huệ tam học, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tu học, tu tam học lục độ và Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương, cũng là ở Cực Lạc thế giới hoàn thành viên mãn. Còn chúng ta ở cõi ta bà này tu học tam học,
lục độ và thập đại nguyện vương cũng không có cách nào hoàn thành viên mãn. Chỉ có sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì chúng ta tu học mới có thể hoàn thành cứu cảnh viên mãn. Đây là nói rõ đạo tràng thù thắng và pháp duyên thù thắng. Đích thật là có thể giúp cho chúng ta trong đời này được thành tựu viên mãn. Cho nên quý vị không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu bỏ qua cơ hội này là điều rất đáng tiếc. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.